chào cả nhà. Không biết là cả gia đình của mình đã từng bao giờ nghĩ là mình sẽ mua một cái chiếc máy lọc nước để có thể vừa có nước sạch để uống nè, rồi bổ sung các khoáng chất, quá tuyệt vời đúng không? Và ngày hôm nay thì ở nhà có một mình nè, thôi bây giờ rảnh quá, sẵn đây thì Triều sẽ làm một cái video review về một cái máy lọc nước của MyDear mà gia đình Triều mới mua từ đầu năm luôn. Thì Triều nghĩ rằng là cái video này á, nếu mà ai mà thấy phù hợp á, thì lựa chọn luôn sản phẩm này. Triều thấy là nó cũng khá là cần thiết và cũng rất là tiện lợi nữa. Thôi bây giờ không nói nhiều, chúng ta bắt đầu luôn nha. Khi mình mua cái gì đó thì mình rất là quan tâm đến vấn đề về giá. Máy này thì Triều mua ở Điện Máy Xanh đầu năm là khoảng 5,5 triệu. Thật sự ra thì Triều cũng nghiên cứu rồi, thì đây là một cái giá thành trung bình của một cái máy lọc nước rồi. Gia đình của Triều thì cũng khá là đông người, là 6-7 người lận, thì cũng uống nước rất là nhiều luôn. Thì bây giờ trung bình cứ một bình nước 21 lít lớn á, một tuần là phải thay tới 4-5 lần, là tính ra là một tháng phải tốn đến là 800-900 ngàn tiền nước luôn. Thì thôi lấy tiền đó gom lại tính nguyên một cái đường dài thì mua cái máy lọc nước này thấy nó tiện lợi hơn, mà chưa kể là đỡ cái công cái chuyện là phải vác nước thường xuyên, thay nước thường xuyên nữa, sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Vài năm gần đây thì báo đài đưa tin rất là nhiều cái chuyện mà nước tinh khiết mà bị bẩn, nghe thì cảm thấy rất là sợ. Vì thế anh rể mua hẳn luôn nguyên một cái máy, đó là đo chỉ số TDS. Rất là may khi mà mua cái máy này về thì đo nước ở nhà thì nước dùng được, nhưng mà không lẽ lần nào mà mình thay nước thì mình cũng phải đo lại hết. Nếu mà chỉ số TDS nó cao quá, vượt quá thì không lẽ bây giờ mình đem bình nước ra mình trả đúng không? Từ khi mà mua cái máy lọc nước này thì gia đình cũng khá là an tâm. Thôi bây giờ sẵn đây có cái máy đo TDS nè, Triều sẽ đo chất lượng nước của máy lọc nước nha. Để Triều rót thêm một ly nước máy nữa cho mọi người dễ so sánh. Bên tay trái của Triều là ly nước máy, chỉ số TDS của nó lên đến 100 ppm luôn. Còn bên đây, bên tay phải là ly nước lọc, nó chỉ có là 10 ppm thôi. Như vậy là an tâm mà sử dụng ha. Mà những bạn nào mà không biết chỉ số TDS là gì á thì click vào đường link ở phía bên dưới hoặc là comment trực tiếp, thì rảnh thì Triều sẽ làm một cái video để giải thích cho mọi người biết là chỉ số TDS là gì. Khi mà mình mua một cái máy lọc nước về nhà của mình á thì ngoài cái câu chuyện mình có nước sạch để dùng ra thì cái kiểu dáng, hình dáng bên ngoài thì mình cũng phải rất là quan tâm. Khi mà có ý định là mua cái máy này đặt ở phòng khách á thì thấy kiểu đứng là ưng liền, chịu liền, mua ngay lập tức không cần suy nghĩ gì nữa hết á. Và cái kích thước á nó cũng cân đối nữa, không quá to, không quá nhỏ, và nó rất là phù hợp với không gian của mình nữa. Thật sự ra thì Triều cũng không phải là quan tâm quá nhiều về màu sắc, nhưng mà tuy nhiên mẹ ở nhà thì quan tâm nhiều dữ lắm luôn, bởi vì nhà có mấy đứa nhỏ hay nghịch hay phá á. Vì thế là lầu 2, lầu 3 mà mấy cái đồ mà sáng màu á là dễ bị dơ lắm. Vì thế khi mà thấy cái máy màu đen tối màu thì là ưng liền, chọn liền ngay lập tức. Có cái mặt gương phía trước nè, ngoài câu chuyện là nó sang ra, thấy nó sang rồi thì nó còn dễ lau chùi khi mà dơ nữa. Rồi thêm cái nó làm cái gương luôn, cái mỗi lần mình ra đường cái mình ngắm cái đôi giày của mình trước gương á cũng tự tin bước ra đường. Thêm một cái tiện nữa là cái máy này á nó có một cái ngăn chứa. Đây, ở bên trong này thì mọi người có thể để vài cái ly, không có ngăn kéo. Ngăn kéo này khá là tiện lợi khi mình để vài gói trà hòa tan, muỗng hay là ống hút gì cũng được, khá là tiện lợi. Máy này á Triều mua thì nó có 6 lõi, so với một máy lọc nước có chức năng á thì nó đã ít hơn rồi. Thì nó cũng giống như một cái máy lọc nước thông thường thôi. Đầu tiên thì nước nó cũng phải đi qua 3 lõi này. Thứ tự và chức năng thì mình sẽ ghi ở đây để cho cả nhà có thể dễ dàng xem. Sau khi mà qua 3 lõi lọc này thì nước đã được lọc đi các chất rắn nè, các cặn bẩn nè, có kích thước lớn hơn 1 micron. Khi mà nói về micron thì mọi người sẽ rất là khó hình dung micron là gì. Bây giờ mọi người cứ mường tượng ra là micron là một phần ngàn milimét thôi. Nó rất là nhỏ mà mắt thường rất là khó nhìn thấy. Nước thông thường nó sẽ đi qua 3 bình lọc như thế này, nhưng lúc này thì nó chỉ lọc được những cái bụi bẩn thôi. Nhưng mà tuy nhiên trong đó nó vẫn còn vi khuẩn nè, cũng như là các hợp chất hòa tan. Để nước sạch hơn mà không còn những chất đó thì buộc nó phải đi qua lõi RO ở trên này. Nước sẽ được lọc sạch 99,9% vi khuẩn nè, các chất hòa tan như là thuốc trừ sâu, cho nên nước sẽ gần như là nước tinh khiết, nhưng mà không phải toàn bộ đâu, mà nó sẽ có nước thải nữa. Theo như công bố của hãng á, tỷ lệ lọc là 4:6, thì mọi người cứ mừng tượng cứ 10 lít nước thì mình sẽ thu về được là 4 lít nước sạch và 6 lít nước thải. Nói đến đây thì mọi người sẽ nói là tại sao mà hao nước quá trời luôn. Nhưng mọi người đừng có lo, là khi mà cái đường dây ống nước thải này thì mọi người có thể cho phía ngoài
cho vào một cái phi. Thì nước này thì mọi người có thể vận dụng là trồng rau nè, rửa chén hay là lau nhà, giống như gia đình của Triều, thấy cũng rất là ok luôn. Còn nước sạch sẽ được chứa trong bình chứa bên dưới. Khi nào lấy nước á, thì nước sẽ trải qua hai loại chức năng là lõi carbon, sẽ giúp tăng vị cho nước dễ uống hơn, và lõi đá Myfan bổ sung thêm nhiều khoáng chất có lợi cho cơ thể. Khi mà mình uống nước này á, thì mình cũng có một phần tự tin là mình sẽ khỏe hơn. Và mình được biết á, là các lõi này đều được làm bằng nhựa tái chế có chứng nhận an toàn BPAP. Nếu mà gia đình nào có con nhỏ hoặc là em nhỏ thì sẽ biết là chất BPA là một trong những chất làm cho các bạn nhỏ sẽ dậy thì sớm. Và nếu trong nhựa không có chất này thì mình sẽ cảm thấy an tâm hơn. Gia đình của mình á, một ngày thì uống cũng khá là nhiều nước, là từ 16 đến 17 lít nước luôn. Nhưng mà vẫn cảm thấy là rất là ok luôn. Và thật sự ra thì với cái sức lọc nước rất là mạnh, kèm theo đó là dung tích chứa rất lớn nữa, là 11 lít. Vì thế là nếu mà gia đình nào giống như Triều hoặc là đông hơn, là từ 9 cho đến 10 người thì cũng sẽ rất là ok. Hay là ok hơn nhiều hơn nữa là mấy cái văn phòng mà có 20 người, 20 mấy người thì vẫn có thể cung cấp đủ nước trong một ngày để uống. Cái chiếc máy này điện năng tiêu thụ của nó là 30W. Đây là cái thông số mà hãng cung cấp cho người mua. Thật sự ra mình cũng về test thử bằng một cái máy đo công suất như thế này, chiều cho nó hoạt động nguyên một ngày luôn. Thì tính ra thật sự ra cái thời gian mà để gia đình mình uống 20 lít nước, thời gian thực hoạt động của máy, nó đâu đó nó rơi khoảng tầm 1 tiếng rưỡi đồng hồ thôi. Và rõ ràng điều này chứng tỏ việc là mình uống nước ít hay nhiều thì cái số tiền nó cũng sẽ chênh lệch giống như vậy. Giống như việc là bạn uống nước nhiều thì bạn sẽ tốn tiền nhiều về tiền điện nhiều hơn. Và đo thử của nhà Triều thì đâu đó nó rơi vào khoảng 0.05 kW. Với giá điện hiện tại bây giờ là 3.500, thì tính ra mỗi một ngày gia đình Triều tốn khoảng tầm vài trăm đồng để có được gần 20 lít nước uống mỗi ngày. Quá tiện lợi khi mình lựa chọn và sử dụng sản phẩm này. Khi mà nhắc đến điện thì sẵn đây thì Triều cũng trả lời cho câu hỏi luôn, là nhiều bạn đặt câu hỏi là khi mà cúp điện rồi thì máy có lấy được nước hay không. Thì máy vẫn lấy được nước là khoảng từ 4 đến 5 lít nước. Bởi vì Triều thường đông cho một cái chai nửa lít đó, nên xác định là khoảng từ 4 đến 5 lít nước khi mà máy cúp điện. Như vậy thì là khi mà cúp điện nửa ngày hoặc là gia đình nào ít uống nước thì chiếc máy này vẫn ok. Và có một cái điều lưu ý là khi mình sử dụng máy lọc nước á, thì phải nhớ là thay lõi định kỳ để đảm bảo việc là máy hoạt động một cách tốt nhất, cũng như là nước luôn đảm bảo việc sạch. Máy của mình thì chỉ có 6 lõi thôi. Thời gian của từng lõi thì mình sẽ ghi vào bảng như thế này để mọi người dễ nhớ. Mà khi thay lõi thì các bạn nhớ gọi điện vào tổng đài của Điện Máy Xanh hoặc là MyDear để có thể mua những lõi lọc chính hãng. Hoặc là sẽ có một số lõi như là lõi RO, mình cần kỹ thuật viên đến thay chứ không tự thay tại nhà được. Ở đây thì nó sẽ có 3 cái lõi thô. Thì 3 lõi này thì mọi người có thể thay tại nhà của mình luôn. Nhưng mà nhớ là ở các lõi này đều đánh số 1, 2, 3. Nhưng mà tuy nhiên thân máy thì nó là không đầy được đánh số. Thông thường thì mình sẽ dễ nhớ bằng cách là thứ tự nó sẽ xếp từ phải sang trái. Vì thế khi mình thay thì nên thay từng lõi thôi. Nếu mình thay một lúc cả 3 lõi thì mình rất là dễ khi mình lắp vào thì mình sai vị trí. Thì điều này thì máy sẽ hoạt động không có tốt và là không sạch nước luôn. Mình có qua nhà bạn của mình chơi, có một cái máy lọc nước, không biết nó có bị hư hay không. Mà cái tiếng ồn nó y hệt là chiếc máy cài kêu đó. Khi mình mua thì mình nhờ các bạn nhân viên tư vấn thì cái độ ồn của máy này như thế nào. Thì các bạn cũng trả lời là 45 dB. Nghe không có hiểu gì hết, giống như dịch nghe sóng vậy. Thì bạn giải thích đó là 45 dB là bằng cái tiếng thì thầm nói chuyện bình thường. Thì khi mình quả thật là như vậy, khi mình mua cái máy sản phẩm này về rồi thì trong cái không gian yên lặng của gia đình của mình á, thì cái tiếng của nó không bằng hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau nữa. Ở phía sau chiếc máy á, ngoài có những cái đường ống nước vào, ống nước ra và dây điện ra thì còn có một chỗ để siết ốc vít để cố định chiếc máy này một chỗ. Những nhà nào mà có những đứa nhỏ giống gia đình của Triều á, thì sợ các bạn đeo lên, đu lên thì sợ ngã thì yên tâm, với chiếc máy này đã được cố định một chỗ rồi, rất là an toàn. Tuy nhiên thì chiếc máy này cũng có một cái nhược điểm, đó là nó không có đèn báo hoặc là tín hiệu cái việc mình thay lõi lọc. Buộc mình phải ghi nhớ bằng thủ công. Nếu mà kỹ tính giống như mẹ của mình á, thì ghi luôn những cái tờ giấy note như thế này. Đây cũng là một cái phương án để giải quyết cái chuyện mà thay lõi lọc. Do máy có thêm một số khoáng chất á, nên mình chỉ nên uống thôi, hạn chế cái việc nấu nướng. Mà nếu mình nấu nướng á, thì nên tháo lõi số 6 ra. Còn nếu không thì mình có thể tham khảo thêm một số dòng máy của MyDear đang được bán tại Điện Máy Xanh cũng được. Chắc là nói về một chiếc máy lọc nước thì bao nhiêu là đủ đúng không? Một cái chiếc máy lọc nước nào ngoài việc là có nước sạch để uống nè, bổ sung thêm khoáng chất, rồi cho cung cấp nước đủ cho một gia đình đông người như gia đình của Triều, hay là một cái văn phòng cỡ nhỏ thì đủ đúng không? Tuy vẫn còn một số khuyết điểm nhưng mà về giá thành nè, về mục đích sử dụng nước thì mình nghĩ là có thể cho qua được hết. Hình như là gia đình của Triều về rồi, nghe tiếng chuông rồi. Bye bye và cảm ơn mọi người. Dạ, ra liền.